mía 30k anh em nhé. Đúng lãi luôn, lãi được 1 cốc. Đó thấy nước lọc còn nó nhiều. Cái bình nước này. Anh em thấy ok không ạ? Uống đi. Nhiều quá. Nó có bia. Đúng không? Bữa nó mệt ấy, nó mới say không? Nó vỗ mút. Nó tươi thế. Nó mới nó thạch nó thơm đúng không? Em nhớ 30k uống hơi ngọt đấy, anh nhớ không có mùi luôn. Em trực tiếp em thay. Em nhớ 30k. Nó khác không? Nó khác hơn 10.000 một cốc không? Mày.